Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Kênh đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái khóa học tự học lập trình SWAT 3.0 này, bài mới. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một bài tiếp theo của bài SWAT. Đó chính là chúng ta sẽ làm một các kịch bản, tìm hiểu về các kịch bản trong SWAT nha. Nói chung, nếu chúng ta học được về cái kịch bản ấy, chúng ta chỉ biết được mấy cái lời này ấy, nó làm được cái gì, tác dụng cái vai trò trong cái việc lập trình này. Thì nếu học được cái đó thì chúng ta mới có thể học được cách dùng mấy cái lời này. Và giờ nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe hay là nhấn đăng subscribe và nhấn nút chuông thông báo để biết được nhiều thông tin mới từ kênh của mình nha. Rồi giờ bắt đầu nè. Thì mình sẽ nói chung các bạn kịch bản là gì. Thì kịch bản thì giống như là một kia việc gì đó, việc phụ hay việc chính của nhân vật nào đó mà mình được muốn cho ra, giống như trong kia dựng phim ấy. Thì người ta thường hay cho mấy cái nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện. Thì người ta sẽ cho, thì người đạo diễn, người làm ra kịch bản ấy thì đưa kịch bản đó cho mấy người diễn vai đó để mà làm theo đúng cái vai trong cái kịch bản đó. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là kịch bản là một cái việc làm cho riêng mỗi người đỡ làm phụ trách cho một cái việc quan trọng hay chính hay phụ gì đó. Đây giống như trong lập trình thì cũng vậy, nhưng mình phải lập trình lên một cái lệnh nào đó, gây cặp lệnh nào đó cho command này nó chạy. Thì có nghĩa chúng ta đã giao cho command này một kịch bản không, ví dụ mình giao kịch bản cho nó đi đến một nơi ngầu nghiêu. Rồi giờ mình giao cho nó cái kịch bản đó vậy, giờ mình xem nó làm kịch bản đó sao. Đấy, các bạn thấy không, mỗi lần mình nhấn đây à thì nó sẽ chuyển sang đến một cái vị trí khác. Thì có nghĩa là hôm nay nó đã nhận được kịch bản là đi đến một nơi ngầu nghiêu là đó, trên màn hình, trên sân khấu, và nó đã di chuyển như đúng theo như vậy. Đấy, để đó được gọi cái kịch bản. Nhưng lưu ý, kịch bản phải dựa vào tất cả mọi người. Những kịch bản ấy giống như kịch bản mới đưa cho con mèo ấy. Ví dụ mình tạo ra một cái lệnh mới ấy. Đây, mình giống như mình vẽ, giờ mình thêm nhân vật à. Đây, thì hai con này đúng không? Đây dơi, con mèo. Thì con mèo được giao cho cái, mình giao cho con mèo cái kịch bản đấy rồi, thì cứ chạy. Con này đã chỉ đi thôi, châu dơi không, bởi cái kịch bản đấy nó dành cho riêng cho con mèo, cho nó. Mình chưa có nhắc ra là đưa cái kịch bản đó cho cái con dơi. Nó nói thì kịch bản là nó dành riêng cho một người không, cho có không có tác động đến nhiều người được, hay có cách chúng ta có thể tác động được, giống như chúng ta thông báo cho cùng, chúng ta cho một cái đối tượng nào đó, thông báo cho hai cái đối tượng mèo và con dơi này, nó làm một cái động tác, thì đó hai nó là hai cái kịch bản riêng, cho có một cái kịch bản chung, hiểu không? Nên đó được gọi là kịch bản. Video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì xin chào các bạn và bye bye. Thì bài sau mình sẽ làm vừa phần hình dáng, cái phần âm thanh này. Bây giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye.